Khởi nghiệp với sản phẩm mộc thanh trà, chị Nguyễn Thị Hoài mong muốn mang đến cho khách hàng một hương vị trà mới và tốt cho sức khỏe. Mộc thanh trà có 3 nguyên liệu chính là đậu đen xanh lòng, cỏ ngọt và hà thủ ô. Chị Hoài chia sẻ, cỏ ngọt giữ vai trò thay thế cho vị ngọt của các loại đường công thức. Hà thủ ô được sao với đậu đen xanh lòng nhằm tăng công hiệu của hà thủ ô và loại bỏ độc tố của hà thủ ô, làm cho tính dược liệu tốt nhất. Đậu đen và hà thủ ô có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ cho người có bệnh về máu, tóc bạc sớm. Ba nguyên liệu này kết hợp với nhau sẽ đảm bảo được cả hương và vị. Điểm đặc biệt của mộc thanh trà là mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng, kể cả trẻ nhỏ. Để chủ động nguồn nguyên liệu, Hoài chủ động tìm đến nông dân để tìm hiểu, nghiên cứu, xây dựng mối liên kết và đảm bảo sản phẩm an toàn từ gốc. Tại xưởng sản xuất, chị Hoài cũng thiết kế theo một quy trình khoa học rất nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng, nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi mà em làm cái sản phẩm này, thật ra là nó cũng phải viết đi viết lại rất là nhiều lần. Nó gói gọn ở trong cái việc là xây dựng cái chuỗi giá trị của hạt đậu. Em tập trung chính là về hạt đậu, tức là bên em thì vẫn làm đa dạng các loại hạt, nhưng tập trung chính về hạt đậu. Thì cái chuỗi giá trị nó sẽ từ vườn trồng, từ sản xuất cho đến việc biến nó thành cái thức uống hay là biến nó thành cái sản phẩm có thể tiêu dùng hàng ngày. Hai nữa là những cái người mà tư vấn cho tụi em về đông y nè, em có một bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng tư vấn cho tụi em về đông y. Hiện Mộc Thanh Trà đã cung cấp ra thị trường các dòng sản phẩm trà dạng túi lọc, nhiều công dụng với các vị đậu đen rang mộc, đậu đen rang mộc cỏ ngọt, đậu đen rang mộc cỏ ngọt hà thủ ô. Mỗi tháng trung bình, Mộc Thanh Trà cung cấp ra thị trường khoảng 1,5 tấn. Hiện nhiều cửa hàng chọn Mộc Thanh Trà để đưa vào kệ hàng giới thiệu cho khách. Về cửa hàng này thì ban đầu là tính toán là bán là trái cây ngoại cao cấp cho tầm phân khúc tầm trung. Sau khi có tìm hiểu qua về một vài kênh khởi nghiệp của tỉnh thì cũng có thấy là những sản phẩm mộc thanh trà này đang bán rất tốt và nó đánh đến đối tượng là sức khỏe của người dùng. Thì sau đó thì cửa hàng cũng đi liên kết với bên mộc thanh trà này, vì đó là một trong những chương trình khởi nghiệp tốt của tỉnh mà cũng khách hàng dùng cũng đã feedback tốt, có tìm hiểu nên cửa hàng mới quyết định là nhập thêm những sản phẩm mộc thanh trà này về bán kèm chung với trái cây. Ngoài ba sản phẩm trên, Bà Rịa Vũng Tàu còn rất nhiều sản phẩm nông nghiệp chế biến, vừa đảm bảo sản xuất sạch, vừa tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Đó là tín hiệu đáng mừng và địa chỉ tin cậy cho người tiêu dùng khi mà vấn nạn mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang báo động như hiện nay.